canxi từ thực phẩm nào là tốt nhất cho phụ nữ sau sinh? Thì cái canxi là cái khoáng chất quan trọng đối với lại phụ nữ sau sinh, giúp cho các chị em tái tạo lại xương và nó ngăn ngừa được cái việc loãng xương, hỗ trợ sức khỏe tổng thể cho chị em. Sữa hay là phô mai hay là sữa chua được coi là những cái lựa chọn hàng đầu vì chúng chứa lượng canxi cao và rất là dễ hấp thụ. Hải nhân, hạt chia và đậu phụ cũng là những cái lựa chọn tuyệt vời. Ngoài ra có các loại rau như là cải xoăn, bông cải xanh và rau dền thì nó chứa cái lượng canxi tự nhiên dồi dào. Nó không chỉ cung cấp canxi mà nó còn giàu chất xơ và vitamin D. Thì cái cá hồi và cái cá mòi, đặc biệt là cái cá họ đóng hộp, nó cung cấp một cái lượng lớn canxi và cái lượng axit béo omega 3. Nó có lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Thì trứng nó cũng là một cái nguồn cung cấp canxi đáng kể, dễ dàng bổ sung cho cái chế độ ăn hàng ngày. Việc mà chúng ta kết hợp các cái nguồn thực phẩm này trong bữa ăn hàng ngày giúp cho phụ nữ chúng ta sau sinh đảm bảo được cái lượng canxi cần thiết, đồng thời cung cấp các cái dưỡng chất quan trọng khác hỗ trợ quá trình phục hồi sau sinh. Cái điều quan trọng nữa là chúng ta duy trì một cái chế độ ăn uống cân đối và đa dạng, và chúng ta cũng kết hợp với các cái hoạt động thể chất nhẹ nhàng để tăng cường được cái cải thiện của chúng ta. Phụ nữ sau sinh nếu mà bắt đầu hỗ trợ bổ sung canxi từ thời điểm nào thì nên bắt đầu hỗ trợ canxi ngay từ thời điểm sau khi chúng ta sinh, đặc biệt là khi bắt đầu giai đoạn cho con bú. Thì cái giai đoạn này cơ thể người mẹ cần có một cái lượng canxi lớn để mà hỗ trợ cái quá trình phục hồi sau sinh, cũng như là dễ dàng đảm bảo đủ dưỡng chất cho bé thông qua sữa của mẹ. Trong khi mà mang thai và cho con bú thì cái cơ thể của mẹ sẽ chuyển một lượng canxi từ xương và máu để đáp ứng cái nhu cầu phát triển của thai nhi và sự phát triển của trẻ. Bắt đầu chúng ta hãy bổ sung canxi sớm ngay từ hôm sau sinh sẽ giúp hỗ trợ cho mẹ phục hồi tốt hơn. Điều quan trọng là duy trì một cái chế độ ăn uống cân đối, giàu canxi tự nhiên từ các cái nguồn như sữa, phô mai và rau xanh. Đồng thời thì cái việc bổ sung canxi qua thực phẩm chức năng cũng nên được cân nhắc đặc biệt, và khi mà cái chế độ ăn uống nó không còn đảm bảo đủ cái lượng canxi cần thiết. Tuy nhiên, việc mà bổ sung canxi không nên chỉ dừng lại ở cái việc mà uống thuốc hay là chúng ta dùng những cái thực phẩm chức năng, mà chúng ta hãy kết hợp với cái lối sống lành mạnh, bao gồm như là chúng ta có thể tập thể dục này, và chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để tăng cường hấp thụ vitamin D. Bất kỳ kế hoạch bổ sung nào phụ nữ sau sinh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để chúng ta có thể đảm bảo được cái lượng canxi bổ sung phù hợp với các cái nhu cầu cá nhân và tránh những cái tác dụng phụ không mong muốn.